hoàng thượng không muốn đồ tỳ cai quản thì từ nay khỏi phải cai quản họ. Nè, nếu ngươi không giúp trẫm cai quản nội cung, trong đó có nhiều cung nữ thái giám, trẫm làm sao cai quản hết được đây? Nè nè, cửu ca, thần cái xã nhân tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng, gấp như vậy làm gì? Không lẽ để có quân cơ đại sự gì hả? Quân cơ đại sự tiểu thần không dám để ý, tiểu thần chỉ biết giúp ngài làm những chuyện riêng. Người trộm kêu hành kiếm đã kiếm được chưa? Theo khẩu dự của hoàng thượng, lão cát đã dâng ra thiên la địa võng, không có ai thoát được. Lần này có thể nói lưới trời tuy thưa nhưng mà khó thoát. Thần nhờ đại thiên hồng phước của hoàng thượng và không uổng lòng trung thành của lão cát, cuối cùng đã làm theo lời của hoàng thượng. Đừng có nói dư thừa. Lại hả? Nói thiệt nè, lão cát kiếm được người này quả thật là tuyệt diệu. Một, không cao hơn một phân. Hai, không thấp hơn một phân. Ba, không ốm không mập hơn một phân. Còn về đôi mắt thì sáng như sau, mũi thì cũng là mũi dọc dừa, tướng đi tha thứ chỉ cành liễu, cũng biết ổng ẹo làm duyên. Trên đời này có người như vậy sao? Đương nhiên có. Đừng có gạt trẫm. Nếu thân gặp hoàng thượng sẽ làm con dịch. Nói cho hoàng thượng biết, cái người này cũng như là Niệm Lộ Kiều, 21 tuổi, còn ngày sinh tháng đẻ so với Niệm Lộ Kiều thì giống như nhau. Đúng là ma quỷ xui khiến, trời đất tạo nên, chuyện lạ gì cũng có. Bởi vì cổ thật sự chính là Niệm Lộ Kiều. Hả? Lão cát nghe thì là phá quá đi, dám chọc ghẹo trẫm. Trẫm có thể cho người biết cái mùi quỷ chảo của trẫm mới được. Nè, còn chạy hả? Đứng lại, thần chỉ lặp lại lời hoàng thượng, không tha bớt câu nào, xin tha mạng. Cửu ca đâu có nợ đánh người chứ, cửu ca còn ghi công lớn cho người nữa, bây giờ ở đâu? Nơi cổ đang ở thì hơi thần bí một chút, ngài phải đích thân ngự giá thương chinh mới tìm được. Hả? Là chỗ nào? Phủ công chúa Bình Dương. Truyền ngữ ý của trẫm, mời Bình Dương công chúa kiến giá. Dạ. Các xã nhân. Dạ. Sao hoàng thượng lại triệu ta gấp như vậy? Có chuyện gì ngươi có biết hay không? Dạ không biết, tiểu nhân không biết. Lúc đó tiểu nhân đang cắt áo mai cho hoàng thượng. Hoàng thượng nói là, nè, ngươi làm theo lời trẫm nên thần mới tới đây. Nếu để ta phát hiện được là ngươi cố tình giấu ta, vậy lão cát sẽ bị trời đánh. Chúng ta đi. Dạ. Nô tiện nghinh tiếp công chúa. Vậy cô nương, hoàng thượng đâu? Lý hoàng thứ quay cầu kiến và hoàng thượng đã gặp trong thư phòng. Hay là vậy, công chúa, thần đi báo cho hoàng thượng biết. Công chúa đợi chứ. Nô tiện chăm trà cho công chúa. Dạ. Không có người ngoài ở đây để cứ kêu ta như vậy. Phải chi phu, người có biết xảy ra chuyện gì hay không? Có lẽ công chúa sẽ trở thành người mai mối cho hoàng thượng. Người nói như vậy là có ý gì? Niệm, sao vẫn còn nhớ tới Niệm Lộ Kiều? Người này thì đã có người bên cạnh, vừa biết quan tâm lại biết săn sóc, đáng lẽ phải sớm phong mình làm phi tử, trái lại còn nghĩ tới chăn dưới đáy hồ qua trôi mặt nước. Nghe lời hoàng thượng, dù cho mặt trăng dưới đáy hồ, chỉ cần ngài muốn thì có thể dứt lên được. Chị phu, vậy ngươi có thật lòng yêu hoàng thượng không? Có quyền lực có được yêu, nhưng không có tư cách để yêu người. Không phải, ngươi có, ngươi đương nhiên là có. Ngươi mau nói thật, lắc đầu không tính, gật đầu mới là tính. Ê, chị phu, đã tới lúc này, ngươi còn mắc cỡ, không thể nào mắc cỡ được. Ngươi hãy bắt chước ta. Lúc đó, ta đã uống rượu giao bôi trước mặt của mọi người. Tại sao? Tại vì ta biết, nếu như ta bỏ qua, có lẽ sẽ không có cơ hội nữa. Nhưng nô tỳ không thể so với công chúa được. Hãy mau cho ta biết, gật đầu hay là lắc đầu. Những người không nói, ta sẽ mặc kệ. Công chúa. Người đó không có chịu mau lẹ chút nào. Ngươi yên tâm,
ta nhất định sẽ giúp ngươi dập tắt ý tưởng của hoàng thượng. Công chúa làm được sao? Ngay cả nằm mơ, mơ thấy người đó, trong giấc mơ còn kêu tên người đó hoài. Nhưng mà Niệm Lộ Kiều chưa bao giờ nằm mơ thấy đệ đệ khờ của ta. Cô chỉ nằm mơ thấy một người, nhưng mà không phải là hoàng thượng. Tính của hoàng thượng chứ công chúa đã biết, đừng có làm hoàng thượng đau lòng. Nhưng nếu lần này ta không có làm cho hoàng thượng đau lòng thì phải làm cho người đau lòng. Chị Phu, ta đã quyết định, lần này ta phải nhất định giúp bên chồng của ta. Chờ ta. À, công chúa, hoàng thượng giết chờ trở lại. Nếu chờ hoàng thượng về thì đã trễ. Thanh Nhi. Công chúa, mau giúp thiếp chuẩn bị hoàng huyết mã, thiếp cần dùng tới. Cần hai huyết mã để làm gì? Đừng có hỏi nhiều, chị biết cũng là vì vậy do. Dạ. Công chúa đâu? Bẩm hoàng thượng, nội phủ của công chúa có chuyện nên đã hồi phủ. Cái gì? Có phải cô đã nói gì với công chúa hay không? Các đại nhân, ngài muốn tôi nói gì với công chúa? Vậy công chúa có phải biết được tin tức gì không? Lão Cát. Có thần. Mau dùng xe ngựa đến Bình Dương phủ đón Niệm Lộ Kiều qua đây. Nói là hoàng cung mời cô tới biểu diễn. Dạ hoàng thượng. Cô hãy cởi hồng quyết mở rời khỏi Trường An. Ta nghĩ không có con người nào có thể rời theo kịp. Công chúa trả lời thế nào với hoàng thượng? Ta nghĩ ta là chị của hoàng thượng, hơn nữa không phải là người chị bình thường, chắc sẽ không trách tội của ta. Thôi được, đến phủ công chúa Bình Dương, mau lên. Mau lên đi, mau lên. Đi mau đi, mau đi. Cô với Đông Phương Sắc có tình cảm sâu đậm, còn đệ đệ của ta tánh nóng nảy như là con nít. Chuyện qua rồi thì thôi, ta khuyên cô không nên do dự. Nghe ta cứ khăng khăng không có làm phi tử của hoàng thượng, ngài sẽ đối với ta như thế nào? Cho dù hoàng thượng không có làm gì được cô, nhưng những người thân cận cũng sẽ ép cô nhận lời. Niệm cô nương, ta nói với cô những lời này, cô không những là vì cô mà vì cả nhà của ta. Ta sợ là sẽ làm cho công chúa thất vọng. Cái gì? Ta thì muốn gặp đệ đệ hoàng đế của công chúa. Hoàng thượng, hoàng thượng. Niệm Lâu Kiều, thần đã mời được. Cô có giận không đi? Không có, người ta còn cười vui vẻ lắm. Tốt, người có lòng thành đã được toàn nguyện. Nhưng mà mới ban đầu cô nói là cô đã có người yêu rồi. Hoàng thượng, thật ra lúc đó ngài cũng đã kim ốc tàn kiều. Có thể người ta nói như vậy là muốn chừa đường hậu, có đúng không? Phải, phải. Nè, đã làm sao ăn nói với hoàng thái hậu? Đây thật là một vấn đề lớn. Ngài nghĩ coi, thật ra không những là hoàng thái hậu mà còn thái hoàng thái hậu nữa. Thần cảm thấy là hoàng thượng, đừng nói là chúng ta, dù là lão bá tách đi nữa, ngài nghĩ coi, nếu như họ muốn cưới con dâu, họ nhất định phải kiếm ông lão bà lão họ hàng tới coi mặt trước, có đúng không? Không phải có một câu như vậy sao? Con dâu xấu cách mấy cũng phải gặp mặt cha chồng. Ai là con dâu xấu xí đi, người ta là quốc sắc thiên hương đó. Không phải, không phải, là con dâu đẹp. Dâu đẹp cũng phải gặp cha chồng. Gặp là phải gặp rồi. Có phải người nói với cổ mời cổ tới hoàng cung biểu diễn không đi? Dạ phải, thật không nói sai. Còn những chuyện khác thật không dám nhắc. Nếu là vậy thì biểu cổ biểu diễn một màn ca cổ, chẳng phải mời thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu tới để coi thử. Tốt, tốt. Niệm Lộ Kiều rốt cuộc đã hiện thân rồi. Bổn cung cũng rất muốn coi thử kiều này với kiều kia có gì tốt hơn. Tội nghiệp đào hoa diện, ngày ngày đi buồn rầu. Thân gầy khoác manh áo, gió lạnh buốt xuyên thân. Ta đâu có xấu xí như vậy, hắn chưa bao giờ gặp ta, tại sao lại đặt bài như vậy chứ? Thần cảm thấy bài thơ này tràn đầy tâm sự, máu và nước mắt. Tư Mã Tương Như đáng gọi là tài tử sao? Như vậy rõ ràng là đang bài bác ta. Hoàng hậu, có nghe qua câu ai binh tất thắng hay không vậy? Có nghĩa là cái gì? Bài Trường Môn Phụ này dùng để đánh đổi lại sự thông cảm và tình cũ của hoàng thượng đối với hoàng hậu. Cho nên giết cho hoàng hậu càng bi thảm thì càng tốt. Nhưng mà nếu lỡ hoàng thượng biết ta thê thảm như vậy thì lại càng không muốn gặp ta. Chỉ cần giao cho hạ thần, khi đến được bên cạnh hoàng thượng như thì
phải coi ý của hoàng hậu đó. Anh, theo ngươi nói vậy, ta nên thay đổi bề ngoài theo như lời dân hay thay đổi cách nào mới đúng? Sao ngươi lại nhìn ta chăm chăm? Mời cô nương trang điểm. Cần gì phải trang điểm? Dùng mặt thật để gặp vua không tốt hay sao? Đẹp lắm, đẹp lắm. Vậy ngươi thấy hoàng thượng có thể nào sẽ để ý tới ta và thích ta hay không? Hoàng thượng có nói qua cô nương là quốc sắc thiên hương, ngài nhất định sẽ thích cô. Còn các ngươi, các ngươi nghĩ tánh của hoàng hậu dễ hay là tánh của ta dễ hơn? Cô nương gương mặt rất là hiền từ, không phải là người như vậy đâu. Tại sao lại không? Miệng của ta còn độc ác hơn nữa kìa. Tại các người chưa biết thôi, cha của ta là một tướng quân, từ nhỏ thì ta đã có học võ nghệ. Ta đánh người có thể làm cho người ta không bị thương ở ngoài da, nhưng mà sẽ bị nội thương toàn thân. Mỗi lần đánh, ta sẽ làm cho xương của họ gãy dụng, làm cho họ đứt ruột đứt gan. Ngươi có tin hay không? Thế nào, ngươi vẫn không có chịu đi? Ngươi không sợ à? Nếu như trời đối với tôi không công bằng như vậy, tôi chỉ biết chịu đựng thôi. Ngươi tên gì? Tôi họ Vệ, tên là Chỉ Phu. Mình Dương công chúa với ngươi là chủ nhân của tôi. Thì ra cô chính là... Ta sẽ làm cho cô được hài lòng. Thái hoàng thái hậu, Triệu Tháo thần tới, có việc gì dạy bảo? Hoàng thượng thì có hiếu, mời ta ra coi ca vũ, người hãy đi chung với ta. Thái hoàng thái hậu, Tháo thần cần phải ghi chép 5.000 lời đạo đức kinh của lão tử, thần không đi được đâu. Màn ca vũ này, nếu như người không coi, ta nghĩ người sẽ hối hận suốt đời. Ca vũ không coi cũng không sao, không quan trọng gì mấy. Bộ ngươi cũng có điều làm ngươi đoán không ra sao? Được, vậy chúng ta hãy trắc một chữ đi. Dạ. Chữ ca. Trung ca, trung khiêm. Bên trái của chữ ca là hai chữ cả. Đinh khẩu. Đinh khẩu, nam nhi là đinh, nữ nhi là khẩu. Hoàng thượng sắp có hồng liên chí hỷ hả? Phải. Người mà hoàng thượng vừa ý bây giờ đã tới gặp mẹ chồng. Nhưng mà cái quẻ này thì thật là lạ. Lạ cái gì? Đinh khẩu. Cái này đích thực là hôn nhân, nhưng mà hai đinh hai khẩu này không lẽ là song hỷ lâm môn? Ngoài trừ hoàng thượng ra còn ai nữa? Đâu có. Trong hoàng cung, ngoại trừ ân nhân thành niên ra, trừ hoàng thượng thì đâu còn ai nữa. Hoàng thượng có thể một ngựa trải sông Yên kia mà. Có hai người đàn bà để cho ngài chọn lựa. Vậy cũng đâu có lý nào. Hoàng thượng chỉ mời một vũ nương thôi. Niệm Lỗ Kiều. Ta muốn biết được thiền ý. Thiền ý. Hoàng thượng đại hôn, có ai có thể cản trở được chứ? Khiếm chỉ e rằng đó chính là một chút thiền ý mà thôi. Không thể khiếm được. Ta thà để hoàng thượng cưới một vũ nương, cũng không muốn để vệ chí phụ đắc sủng. Triệt nhi, con thiệt lòng thích cô nương đó hay sao? Đã là quyết định rồi à? Một lát mau hầu nhìn thấy cổ thì quyết định ngay. Nhưng mà hoàng đế tuyển phi tử vì đức chứ không phải vì sắc. Thần nhi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà con có sắc lẫn có đức, vậy không tốt sao? Nhưng còn ở bên Na Kiều thì thế nào? Cái ngày vui như vậy, mẫu hậu đừng nhắc tới cổ nữa. Thái hoàng thái hậu giá lâm. Nhi thần bái kiến mẫu hậu.
Hãy đứng dậy đi. Triệt Nhi bái kiến hoàng tổ mẫu. Triệt Nhi, đứng gần một chút. Hình như đã mập ra một chút. Nhờ hồng phúc của hoàng tổ mẫu. Hoàng thượng, hôm nay ta đem theo một người tới đây, chắc ngài không ngại chứ? Thảo thần bái kiến hoàng thượng vạn tuế. Đông Phương tiên sinh nếu như không tới, trẫm cũng sẽ phái người mời tiên sinh tới. Người tới thì đúng lúc. Thảo thần đối với ca vũ không hiểu biết nhiều, cho nên chỉ biết coi mà thôi. Đâu có phải, Đông Phương tiên sinh khách sáo rồi. Người biểu diễn ca vũ ngày hôm nay rất quen thuộc với đại tiên sinh. Nếu như tiên sinh không tới thì không được vui gì mấy. Dạ. Mẫu hậu, mời mẫu hậu. Hoàng tử mẫu mời an tọa. Nè, nhanh lên, mau lên đi, nhanh lên. Các đại nhân. Tử phu cô gọi ở đây hả? Ca vũ đã sắp bắt đầu, hãy vào đi, mau lên, mau đi vô. Mau lên đi. Hoàng thượng có chỉ, ca vũ bắt đầu. Ôi dồi, đẹp quá, đẹp quá. Đông Phương. Dạ. Người đó đang biểu diễn hả? Dạ. Ta nghe mọi người đều buộc lời khen. Có phải là người này đẹp lắm không? Dạ bẩm mẫu hậu, vì cô nương này đích thiệt là siêu phàm thoát tục. Nói là trầm ngư lạc nhạn, khuynh thành kinh quốc thì cũng không quá đáng. Ta ít khi nghe con khen tặng một người đàn bà như vậy. Coi bộ chắc còn phải gật đầu. Vậy thì phải nghe mẫu hậu quyết định. Đông Phương. Dạ. Hãy mời vị cô nương đó đến trước mặt của ta. Dạ. Thái Hoàng Thái Hậu, mời Niệm Lâu Kiều cô nương. Được lắm. Trong lòng của hoàng tổ mẫu có phải biết được dung mẫu cổ không đây? Ta đã thấy được. Hơn nữa, thấy được rất rõ ràng. Lúc ta còn trẻ thì gương mặt cũng như vậy. Bây giờ Thái Hoàng Thái Hậu phong mạo vẫn còn hơn người. Già rồi, ta đã già. Tuổi trẻ thiệt là tốt. Thái Hoàng Thái Hậu, nếu như ngài nghe Niệm Lô Kiều hát thì càng hay hơn. Nè, Niệm Lô Kiều, hôm nay có lựa bản nhạc nào? Một bài nhạc mới Lô Kiều vừa học xong. Nhạc mới à? Thì là tốt. Ta thích nghe nhạc mới nhất. Vậy hãy bắt đầu đi. Dạ. Ngài coi, Niệm Lô Kiều còn nhớ tới ngài, còn chưa quên kìa. Bản thân của người ta là đa tình mà, coi hát đi. Dạ dạ.
đủ rồi. Ngươi đang hát là bản nhạc gì đây? Khai bẩm hoàng thượng, nô gia đang hát là nhạc mới Trường Môn Phung. Trường Môn? Trường Môn là nơi A Kiều đang ở mà. Cho dù Trần A Kiều có đầu thai thêm ba kiếp nữa cũng không thể viết bài hát như vậy. Khai bẩm hoàng thượng, bài hát này là do đương kim đệ nhất tài tử Tư Mã Tương Như sáng tác. Tư Mã Tương Như? Bài hát vừa rồi đã được lan truyền, người Trường An đều đua nhau đi hát, ai cũng đều biết. Trang Sở Như? Có thần. Nghe qua chưa? Điều này hình như thần có nghe qua, nhưng mà thần không có nghĩ về Trần Hoàng Hậu. Nếm Lỗ Kiều, tại sao ngươi lại hát bài ca bi thương như vậy? Nô gia không biết người mà bản nhạc đó nói là ai, chỉ biết là hợp với tâm ý của nô gia. Một cô gái nếu không thể lấy được người mình yêu, và người này cũng yêu mình, nếu đã lấy chồng lại bị chồng bỏ rơi, vậy đau khổ có thể chết được. Hoàng thượng, tiểu thần có lỗi. Khẽ bấm hòa thượng, đã truyền Tư Mã Tương Như đến. Truyền thần Tư Mã Tương Như bái kiến hoàng thượng. Ngô Dương Vạn Tuế. Bình thân. Tư Mã Tương Như, người có biết tội không đi? Thần không biết là mình có tội gì. Đình vệ, nói cho hắn biết. Tuân chỉ. Xét rằng trung tài tử Tư Mã Tương Như được trẫm ban ơn sống ở Trường An để được thi triển trường tài, viết nhạc cho đời không gì bất cứ ai. Không ngờ có lòng bí mật cùng trùng lấy gió bắt hình gây chuyện thị phi, đã chiếc một khúc ác ý nói xấu chí tôn, nhìn được chữ không nhìn được người. Đình vệ phủ. Hoàng thượng, vì nhất định là có hiểu lầm. Thần từ khi đến Trường An thì chỉ viết nhiệt kinh phủ, thần đã không có viết bất cứ bài nào hết. Ngươi còn dám chối hả? Vậy Trường Môn Phụ là của ai viết đây? Trường Môn Phụ là cái gì? Thần chưa bao giờ nghe qua. Ngươi đúng là văn nhân vô hạnh. Lấy cho hắn coi. Kể từ ngày ly biệt, ngày ngày đều đổ lệ. Tiếp tục đọc. Lệ tuôn tuôn không ngừng, quá thành dạng nỗi sầu. Sầu từ tiết xuân đến, mỹ cảnh không ngôi sầu, mang sầu tới tiết thu, mắt lệ trôi qua tàn. Người sầu từ mùa xuân qua tới mùa thu, tại sao lại không nhắc tới mùa hạ và mùa đông? Mang sầu tới tiết hạ, lòng băng giá thâu thâu, băng sầu đêm tiết đông, tuyết rơi phủ trắng đầu. Người có thể viết được cái gì gọi là văn giấy thơ đây? Hoàng hậu trả bao nhiêu tiền để mua cái bài văn này? Hoàng thượng thì là qua cho thần. Trương Khen đâu? Có thần. Khen là đình vệ, tình hình như hắn đáng phán tội gì đây? Khinh thường quân dương, nói xấu thánh chúa, đáng lý đặt vào tội đại bất kính, hình phạt cao nhất là giáo hình. Hoàng thượng, bản Trường Môn Phụ này đích thật không phải do thần giết. Hạo hán dám làm dám nhận, đừng có chối cãi nữa. Thần một lòng trung thành, chưa bao giờ nghĩ qua là sẽ nói xấu hoàng thượng. Vậy tại sao tất cả mọi người đều nói người giết? Vì nhất định là có người đã mạo nhận danh của thần, muốn ly gián quan hệ quân thần của chúng ta. Trương Khen, người có tin không đi? Xin hoàng thượng cho phép thần đưa hắn về đình vệ phủ để thẩm tra nghiêm ngặt, như vậy sẽ điều tra ra sự thật. Thiệt là quan. Ai kêu quan? Thiệt là quan á. Thiệt là quan á. Bẩm hoàng thượng, là gia nhân của Tư Mã Tương Như kêu quan. Người còn đem gia nhân tới nữa, đuổi hắn đi. Dạ. Thiệt là bị quan. Đây đây mau, quan mà quan cái gì mà quan vậy mà quan. Thằng thượng, đi đi mau. Thiếp là vợ của hắn, không phải là gia nhân của hắn. Đi đi. Đi đi. Thằng thiếp là vợ hắn. Ngươi là thê tử của Tư Mã Tương Như. Thê tử của ngươi không phải tức giận quân hay sao? Chính là thần thiếp. Ngươi giúp hắn kêu quản gì đi? Bản nhạc Trường Môn Phụ không phải là do phu quân của thiếp giết. Không phải hắn. Ngươi có chứng cứ gì đi? Tại vì chính tay của thần thiếp đã sáng tác. Hả? Dương quân, em đừng nói bậy bạ. Nếu mà hoàng thượng không tin thì thần có thể đọc từ đầu cho đến cuối cho ngài nghe. Vậy thì đọc đoạn cuối đi. Không gặp mặt quân tử, một ngày như tam thu. Không gặp mặt quân tử, thường lo cho quân tử. Đại nhạn phi hướng nam, long thể đủ ấm không. Đồng chí trời đổ lạnh, quân cư đón gió thu. Dạ yến không thường mở, cứ uống cho tiêu sầu. Nè, nè, tức dân quân,
Bài trường môn phụ này ai kêu người giết đây hả? Không có ai kêu thần giết, do chính thần đã giết cho. Như vậy tại sao người giết? Chỉ là bài cờ để nhớ về mạng phu của thiếp. Cái gì? Tới bây giờ này vẫn còn nhớ tới hắn? Chồng của người không phải ở trước mặt người sao? Bẩm đại nhân, trước khi lấy người chồng này, thiếp đã quá chồng 3 năm. Thì ra ngươi là một quả phụ. Tình cảm của thiếp với tiền phu rất sâu đậm, nhưng mà không ngờ người đó đã qua đời, nhắm mắt buông tay. Đúng vậy, thần có thể tìm được hạnh phúc của mình, nhưng mà người chồng trước một mình với Cam Tuyền, hồn ma bóng quế, lạnh lẽo cô đơn, cô độc thê thảm một mình. Cho nên thiếp đã viết bài hát này để tưởng nhớ tiền phu của mình. Cái gì? Khúc hát này của người là hát cho dòng hồn nghe hay sao? Xin hoàng thượng hãy coi kỹ lại từng câu. Câu nào mà không hát cho người chồng đã chết của mình? Thiếp nhớ người cũ đến nỗi dung nhan tiều tụy, ở dưới âm gian không ai lo lắng. Nhìn thấy nhạn bay hướng nam thì biết mùa đông sắp tới, vẫn chưa đốt vàng mã cho anh ta. Như vậy dạ yến không từng mở, cứ uống cho tiêu sầu. Không lẽ dưới Cửu Tuyền cũng có rượu để mà uống? Tiền quân là người rất hào phóng, mỗi ngày anh đều uống rượu. Bệnh của anh cũng như vậy mà phát ra. Thiếp sợ anh cứ lo uống rượu gây chuyện, không thể đầu thai được. Tư Mã Tương Như, có phải vậy không? Giờ thần quả thật đã bước đi bước nữa, nhưng còn tiền nhậm tướng quân của bả, thần không có rõ gì mấy. Hoàng thượng, có điều không ổn. Điều nào không ổn? Bản này là tên của Trường Môn Phụ, Trường Môn Cung là tên của một cung điện. Tước Dương Quân tưởng niệm mãn phù, tại sao lại tưởng niệm tới cung điện ở hoàng cung chứ? Tước Dương Quân, đừng gọi trước mặt của trẫm mà khi quân. Dương Quân, đáng lý không phải gọi là Trường Môn Phụ mà gọi là Trường Hồn Phụ. Trường Hồn Phụ? Chữ trường của trường cửu, hồn là hồn vong. Nếu không phải hoàng thượng nghe lầm thì người bên ngoài đã đồn sai. Tư Mã Tương Như, ta nghĩ cái nhũ danh thiên hạ đệ nhất tài tử của người, theo lẽ phải nhường lại cho tôn phu nhân. Nàng thật là to gan. Tiếc là đại danh tài tử của chàng vừa thấy mặt hoàng thượng thì không có câu nào được nguyên vẹn. Nàng biết cái gì? Nếu nói sai một lời thì có thể thân bại danh liệt. Xin dừng bước, hoàng thượng có điều dạy bảo. Hả? Chàng không có khỏe mấy hay về nghỉ ngơi, để ta kiến gió. Hoàng thượng chỉ truyền một mình Tư Mã tiên sinh, những người khác hãy về đi. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đã cho ngươi lại cho ta, vậy làm phiền hãy theo ta về đình về phủ để trả lời. Trương đại nhân, ngài nói như vậy nghĩa là sao? Ngươi tưởng là thê tử của ngươi chỉ có chay là chăn qua rồi có thể gạt được hoàng thượng hay sao? Bài ca này rõ ràng đã chết cười hoàng thượng. Hơn nữa, chính ngươi đã chỉ thị cho Tước Dương Quân giết. Trương đại nhân, trời đất có lương tâm, tôi thật không biết cái gì hết. Vậy cho ai biết? Bên đình về phủ đã chuẩn bị lò than nóng rồi, dùng để phục vụ tài tử đại nhân. Đi đi. Thật chính Đông Phương Sóc đã hại người. Hả? Đông Phương Sóc? Cũng là Đông Phương Sóc. Chính hắn đã bày cho thần giết. Thần không giết, nhưng không ngờ thê tử của thần đã bị mất bẫy. Tư Mã Tiên Như. Dạ. Chỗ này không có gì của người nữa, lui ra. Thần ta ơn hoàng thượng. Hoàng thượng, Đông Phương Sóc không thể nào không trừ. Không cần nói thêm. Hoàng thượng, thần các xã nhân tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng, chừng nào sẽ hoàn thành chuyện lớn? Lão Cát đã uống rượu mừng. Nè, chúng tôi đang nói chuyện công mà. Chuyện tôi làm cũng đâu phải việc riêng. Hoàng thượng cưới cửu tẩu cũng là chuyện lớn. Hơn nữa, để khi hoàng thượng đã có long tử, vậy không phải là đại sự trong thiên hạ hay sao? Có đúng không? Niệm Lộ Kiều đâu? Niệm Lộ Kiều? Niệm Lộ Kiều có thể đi đâu được? Ngài để cho cũ trở về Cao Phương hả? Như vậy hình như là không được tốt. Còn Kiều Long Phụng của Quý Phi có thể đi ra từ nơi đó hay sao? Chẳng muốn hỏi người an bài cho cổ ở chỗ nào. Lão Cát làm việc thì ngài yên tâm, nói cho ngài biết, thần đã để cổ ở một nơi rất đặc biệt, không một ai biết được. Ngài hãy mau đi lựa Hoàng Đạo Cách Nhược cùng Tân Nương Nương chuẩn bị động phòng. Đạo Khang, hỏi nhầm thiên giám, nghe nào là Hoàng Đạo Cách Nhược? Dạ không cần hỏi, ngày mai đúng rồi. Nương Nương, người có vừa lòng hay không? Người gọi ta là gì? Nương Nương. Đáng tiếc, ta vẫn chưa có phải. Nương Nương,
Tôi chỉ kêu người sớm một ngày thôi. Ngày mai là ngày đại hỷ của người. Hả? Thiệt mau quá. Nương nương, hay là gì? Ngày mai thần sẽ làm cho nương nương một kiểu tóc đẹp nhất cho ai từng thấy qua. Bảo đảm ngày xuất hiện tất cả đều phải khen, đàn bà cũng phải ganh tị. Người nên nói là tất cả đàn ông thấy ta thì đều muốn cưới ta, tất cả đàn bà thấy ta đều muốn giết chết ta. Tiểu thần không có ý như vậy. Ai muốn giết niệm đồ kiều của trẫm? Hoàng thượng giá lâm. Nè nương nương, mau tiếp giá. Nè, không cần không cần. Từ nay khi trẫm về tới Cam Tuyền cung, ba cái quỳ lại tung hô đều miễn hết đi. Dạ. Nơi này là Cam Tuyền cung, là chỗ mà lúc trước Trần A Kiều hoàng hậu đã ở à? Dạ phải, đây là chánh cung của hoàng hậu. Nơi này là nhà dàn Kim Ốc Tàn Kiều có phải không? Phải. Hèn chi quá quy hoàng, lại trang nghiêm diễm lệ. Năm xưa trong nhà dàn đã bị bỏ hoang phế. Cô đã tới thì căn nhà không còn trống nữa. Dạ phải. Cái này gọi là Mộc Kiều đã đi thì Mộc Kiều lại tới, thì cũng gọi là Kim Ốc Tàn Kiều. Xin hỏi hoàng thượng, Trần Hoàng Kiều đã ở đây được bao lâu? Nè nương nương, nhiều nhất là một năm. Căn nhà này còn mới. Bây giờ tới phiên Nô Do, có lẽ ở nửa năm hay là một năm. Vĩnh cửu. Cơ bộ là hoàng thượng muốn cùng với thần minh sơn hải thể. Tiểu thần xin cáo lui trước. Hai vị từ từ nói chuyện, cứ tự nhiên. Đi đi, không nghe sao? Đi mau. Cuối cùng đã được ở chung với nhau. Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của thần thiếp. Muốn trẫm thề cái gì đây? Trẫm nhất định sẽ thề. Lúc đầu khi cưới hoàng hậu thì hoàng thượng ngài đã thề cái gì? Đừng có nhắc tới bà nữa, có được hay không? Tại vì thần cũng muốn ngài sẽ giống y như vậy. Kiều Kiều. Khoan đã, triệu danh của hoàng hậu là gì? Cũng gọi là Kiều Kiều. Không phải. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ở trong hậu cung chỉ có một Kiều Kiều mà thôi. Chỉ có một hoàng hậu, thì chính là cô. Nhưng mà Kiều Kiều của ngài không có được yên tâm. Thầm mới nới cũ là bệnh chung của đàn ông và cũng là đặc quyền của hoàng thượng. Làm sao thần có thể biết được lời thề của ngài là vĩnh cửu? Ngài lấy cái gì để cam đoan sau này ngài sẽ không đuổi thiếp ra khỏi Cam Tuyền cung? Cô muốn trẫm phải nói làm sao đây? Trẫm ứ gì móc trái tim ra cho cô nhìn thấy? Thần có một cách, nói trước mặt của Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu, cô đã gặp qua rồi mà. Nhưng mà hoàng thượng không thể thề trước mặt của Thái Hoàng Thái Hậu, vậy thì Nô Do sẽ xuất cung ngay. Tại sao nhất định phải gặp bà? Nè. Hả? Chị à, chị có biết không, hoàng thượng muốn cưới Niệm Lộ Kiều. Chị biết rồi. Vậy chị làm sao? Chị... lúc trước chị phục vụ cho một chúa tử, sau này sẽ phục vụ cho hai chúa tử. Không được, cái ghế của quý phi đáng lý là do chị ngồi. Đừng có nói bậy. Em coi, chị đâu có chỗ nào giống quý phi. Nè chị à, nè coi đi, từ trên xuống dưới chị đều giống hết. Hơn nữa chị với hoàng thượng là hoạn nạn chia giao. Chị yêu thương hoàng thượng cũng yêu chị. Trong lòng của hoàng thượng không có nghĩ vậy. Hê chị à, em thấy chị bị oan ức. Chị đã vì hoàng thượng mà chịu nhiều đau khổ như vậy. Nếu luận công để thưởng thì hoàng thượng nên cưới chị. Em thì là khờ. Điều này không giống như các em đi lính đánh trận đâu. Lập được công thì được phong làm quan. Hơn nữa, chị không muốn giành giật với người khác. Cái gì? Chị giành giật với người khác? Hờ, bây giờ rõ ràng là người ta giành giật với chị. Bây giờ em đi giết Vũ Nương đó. Nha, em trở lại. Đừng có làm bậy. Thái Hoàng Thái Hậu, mắt của bà có phải cảm thấy đỡ nhiều rồi không? Ừ, đã đỡ nhiều. Đông Phương. Dạ. Hoàng thượng hình như đã si mê nữ nhân đó. Hãy giúp họ lựa một ngày tốt đi. Thái Hoàng Thái Hậu muốn nói là Niệm Lộ Kiều hả? Vì cô nương này hình như có một người yêu khác đó. Hoàng thượng đã đến giới ngang với Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu, có phải thần nên hội bị hay không?
Đợi ta một lát, ta vẫn chưa đắp thuốc. Dạ. Tiệc nhi với ngàn hoàng tổ mẫu. Nghiêm Lâu Kiều bái kiến thấy hoàng thế hậu. Đứng dậy đi. Tạ ơn hoàng tổ mẫu. Tạ ơn thấy hoàng thế hậu. Hai người tới báo hỷ hả? Coi bộ đã định rồi. Cầu xin hoàng tổ mẫu ân chuẩn. Bên mẫu hậu của cháu nói sao? Có thích người con dâu này không? Mẫu hậu có nói là không có điều gì không dự ý, nhưng mà chỉ còn thiếu một lời thề nguyện của nhi thần thôi. Thề nguyện cái gì? Điều này nhi thần đã từng hứa với Niệm Lộ Kiều. Nhi thần đứng trước mặt của hoàng tổ mẫu thề với trời đất. Lưu Triệt này suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình Niệm Lộ Kiều, tuyệt đối không phản lời. Nhi thần đã thề xong rồi, đã có thể cáo từ. Khoan đã, cô nương kia vẫn chưa mở miệng nói điều gì. Nô gia vì bất đắc dĩ, chỉ còn nghe theo lệnh trời. Triệt Nhi, lui ra đi, để ta nói với cổ. Dạ, thần nhi cáo lui. Khi nãy người nói người có điều khổ tâm, có phải không vừa ý hoàng thượng phải không? Không dám. Vậy thì vì cái gì? Nô gia có tội. Nô gia đã từng yêu một người. Người đó là ai? Tuy diện mạo người đó không đẹp, nhưng đã từng ngự trị trong lòng của nô gia. Nô gia mong mỏi được làm chim liền cánh, đi theo người này tới chân trời gấp bể, không ngại nhẫn nhục nghèo khó. Thần đã chờ đợi người đó đã lâu. Nếu thấy hoàng thái hậu chấp ý muốn nô gia gả cho hoàng thượng, vậy nô gia phải tuân lệnh. Những người trẻ tuổi nói chuyện ta nghe thiệt không hiểu. Người hãy lui ra đi. Tạ ơn thế hoàng thái hậu. Đông Phương, ngươi còn ở đó không? Dạ còn. Ngươi cũng đã nghe rồi chứ? Dạ nghe rõ. Cô gái này nói cái gì vậy? Tại sao ta nghe mà cũng không hiểu? Thần cũng chỉ nghe hiểu được phân nửa mà thôi. Ta hoàn toàn không hiểu gì hết. Thôi hoàng thái hậu, bà không cần phải lo nghĩ gì nữa, nên đắp thuốc được rồi. Tử phu, ngày mai trẫm muốn cho người được nghỉ ngơi, trẫm không ở Di Dương cung. Hoàng tử ở cung nào thì nô tỳ sẽ tới cung đó đi thị hầu. Dạ, ngày mai trẫm đó có người thị hầu, trẫm muốn lập phi. Cung hiểu hoàng thượng, không biết cô nương nào là có phước như vậy. Là cô gái ca vũ hồi sáng này, Niệm Lộ Kiều. Hoàng thượng thì lại khéo chọn, cô này đẹp thiệt. Cô không những là đẹp mà còn thông minh, lại cao quý. Cô thanh khiết giống như bằng tuyết. Cô chính là người vợ mà trẫm ước mong bấy lâu nay. Nô tỳ nghĩ cô nương này bây giờ chắc là đang vui vẻ lắm. Trẫm còn tưởng là cô đối với trẫm rất là hờ hững, tưởng là mình phải tốn thêm nhiều công phu hơn nữa. Nhưng mà không ngờ cổ có lòng với trẫm từ lâu. Lão cá còn nói với trẫm cổ chờ đợi ngày hôm nay lâu rồi. Nếu như vậy, đại hỷ của hoàng thượng thì nô tỳ phải xin hoàng thượng ban thưởng. Thưởng thế thì trẫm đã chuẩn bị sẵn, mỗi người các ngươi đều có, mỗi người một đỉnh ngân lượng, hai khúc dải lụa. Cái mà nô tỳ cần không phải là ngân lượng và tơ lụa. Vậy thì người muốn cái gì, cái việc nói đi. Nô tỳ muốn xin hoàng thượng được uống rượu mừng. Muốn được uống rượu thì dễ dàng thôi, ngày mai uống rượu. Đợi tới ngày mai sẽ không tới phiên nô tỳ nữa. Nô tỳ phải lo cho yến tiệc, bận rộn không ngắt tay, làm sao rảnh để uống rượu chứ. Hay là hôm nay có được không? Hôm nay được. Ngươi hãy đi kêu ngựa trù phòng chuẩn bị. Trẫm hôm nay nhất định phải uống say với mọi người. Nè các chị em, hôm mà tới đây, hoàng thượng mời chúng ta uống rượu.